Lâu thế nhở? Tớ vẫn chưa thấy đâu. Alo. Anh giao cái Nano Flare 700 hả anh ơi? À rồi 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 rồi, ok ok. Anh mang đến đi, em đang ở nhà đây, đang đợi đây, đợi suốt từ sáng. Ok. Em lên cho ngọt. À, ok. Nano Flare 700 à? Em kiểm tra tí nhá. Ok. Rồi, được rồi, cảm ơn anh nhá. Ok. Ok. Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người cây vợt Nano Flare 700, một cây vợt rất hot trong thời gian vừa qua. Hôm nay thì mình vừa mới nhận được phiên bản màu mới của Nano Flare 700, một cây vợt được rất nhiều các bạn vận động viên tin dùng, sử dụng trong tập luyện và thi đấu. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng đến với Nano Flare 700 phiên bản 2020 Limited. Ở phiên bản 2020 Limited thì Nano Flare 700 được phối bởi màu đen và màu vàng đồng, với nước sơn là nước sơn nhám, nước sơn đen lì chứ không phải nước sơn bóng, rất sang, rất xịn và rất mịn. Đang là phiên bản 4U và phiên bản 5U. Tất cả đều là G5 nha mọi người nhá. 4U, 5U, G5. Và bây giờ thì mình sẽ cân thử xem trọng lượng của nó như thế nào. Đầu tiên, một cây 4U. Mọi người có thể quan sát độ nặng của nó là 84g khi mà chưa căng cước. Đây nhá, 84g. Chưa có cước là 84g. 5U 80g, chưa có cước. Ok. Thì vừa rồi mình đã cân thử cho mọi người thấy độ nặng trung bình của một cây 4U là khoảng 85g. Còn độ nặng trung bình của một cây 5U nó rơi vào khoảng 78g. Tuy nhiên thì vừa rồi cây 4U mình cân thì nó là 84g, còn cây 5U thì nó là 80g. Thì tất nhiên trong một dòng vợt lúc nào cũng có những độ sai số nhất định. Tuy nhiên thì sai số của nó rất là nhỏ, chỉ trong khoảng 1-2g. Phần đông người chơi thì đều thích sử dụng một cây vợt nhẹ và dễ điều khiển. Tuy nhiên, một cây vợt nhẹ và dễ điều khiển thì lại đánh mất đi cái tốc độ và sức mạnh của cây vợt đó. Và đặc biệt là trước đây những cái dòng vợt mà nhẹ dễ điều khiển của Yonex ấy thì nó lại không chịu được lực căng cao. Tuy nhiên thì ở cây Nano Flare 700 này nó đã cải thiện được việc đó. Ở đây thì ở phiên bản 4U vẫn cho lực căng là 20-28 lbf, tức là từ 9-12.5 kg. Còn ở phiên bản 5U thì là 19-27 lbf, tức là 8.5-12 kg, một sức chịu lực căng rất là cao. Đó là những cái cải thiện mới của Yonex về những đặc điểm về công nghệ, chất lượng của cây Nano Flare 700 này thì có lẽ chúng ta không còn phải bàn cãi nhiều nữa. Kể cả về những cái trải nghiệm với cây Nano Flare 700 này thì ở những phiên bản trước chúng ta đã có quá nhiều là review rồi. Tuy nhiên thì cái lỗi hay gặp ở cây Nano Flare 700 này nó là cái khung vợt này nó hay bị sập, hay bị lỗi. Cho nên là mình hy vọng ở cái phiên bản mới này thì Yonex sẽ cải thiện được cái lỗi hay bị sập khung, hay bị gãy của cây Nano Flare 700. Một cây vợt mà phải nói là phù hợp với phần đa người chơi phong trào, một cây vợt nhẹ dễ dàng điều khiển. Có lẽ cây Nano Flare 700 này sẽ phù hợp, rất là phù hợp
với những cái người chơi có lực trung bình khá, thích chơi theo vượt nhẹ, hoặc là những cái bạn nữ có trình độ tốt, những cái vận động viên nam, những người chơi là nam trung tuổi có lực đánh trung bình khá, thì cái Nano Flame 700 này sẽ là một lựa chọn có lẽ là hoàn hảo. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho mọi người về cái Nano Flame 700 này. Chủ yếu là mình hy vọng nó sẽ mình muốn giới thiệu về cái màu sắc của nó, và mình hy vọng về cái khung vợt này sẽ được cải thiện ở trong phiên bản này. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Bây giờ thì mình sẽ căng để mai trả cho khách. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người nhé.